Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò. Bên đây tàu lao chào đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Đây là cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Bên kia là mã cha so 9 mét cái bàn. Còn bên đây là đại dương mênh mông và mênh mông nha. Tài nhỏ phước tim xịn xịn và trầm dên. Nói chung là các bạn cũng biết cái lưới này nè, cái dù này, lưới bên kia là đấy là toàn bộ sân. Đây là toàn bộ sân của tài nhỏ và trầm dên đây nè. Đây, toàn bộ sân của tài nhỏ. Kèo này rất căng thẳng nha các bạn. Rất căng cho bên bốt, các bạn hãy chờ xem nha. Không, không. Đại dương mênh mông và mênh mông. Bên đây là 4 cái kỳ đang tiếc cho mã cha cho. Bên đây là 4 cái kỳ nha các bạn. Bốn cái kỳ nha các bạn, hãy chờ xem nha. Cắm xuống luôn. Đẳng cấp pha bóng rồi của tài nhỏ. Bên kia là đại dương mênh mông và mênh mông. 3-0 đang như vậy cho tài nhỏ. Trầm dên, phước tim và xinh xinh. Đây là mã cha so các bạn. Liệu mã cha so một mình chống lại các bạn trẻ bên kia như thế nào đây? Hiện tại bây giờ lại là bóng ra ngoài. Lại là bóng ra ngoài của mã cha so nữa rồi. 4-0. Bên kia là đại dương mênh mông, sát vách tường, sát lưới bên kia này kia đi qua. Quá hay cho tài nhỏ. Đây là thầy giáo dương, huấn luyện viên cho mã cha so và con kem, hai huấn luyện viên trợ lý và đây bốn ra ngoài. Đây là huấn luyện viên con kem đó, nóng luôn kìa, con kem nóng luôn rồi đó. Còn đây là huấn luyện viên thầy giáo dương. Trận banh này có thể nói một mình mã cha so chống lại bầy sói đang đói bên kia. Ve vội vui vội không có quạ quọ nha các bạn. Bên kia có thể nói xẻ nanh xẻ thịt mã cha so bất cứ lúc nào. 1-5. Lại là mã cha so phát bóng ra ngoài. 6-1. Tài nhỏ phá bóng. Cho ra. Quả hay cho trầm dên. Lại là cú tán của mã cha so. 2-6. Mã cha so lại xin nghỉ giải lao. Các bạn nào đánh bóng với mã cha so thì không nên nóng nha. Mã cha so lúc nào cũng phải nghỉ mệt. Một set đấu mã cha so có thể nghỉ mệt 5-7 lần là chuyện quá bình thường thôi. Tới đây luôn.
26. Lại là tài nhỏ đánh bóng ra ngoài. 36. 12 điểm nha các bạn. Có thể nói thể lực Mã Sơ Sơ sẽ quyết định trận đấu này. Bên kia là sân là từ lưới xanh nha, qua tới lưới xanh phía sau và qua tới vách tường bên đây luôn nha. Đấy là sân cổ bên bộ 4 bên kia. Bộ 4 bên kia là bầy sói đang đói, đang xẻ thịt Mã Sơ Sơ, từng thớ thịt Mã Sơ Sơ. Mã Sơ Sơ thịt rất ngon, rất ngọt. 36. Quay cho Mã Sơ Sơ. Còn đây là bộ hiệp quân luyện viên thứ 3, trợ lý thứ 3 cho Mã Sơ Sơ. Trợ lý thứ 3. Còn đây là Cường Kem và thầy Giáo Dương, là hai quân luyện viên chính, hai quân luyện viên trưởng và quân gì phó. Còn bên chủ hiệp là trợ lý. Giò gà. Quá ghê. Giò gà. Bóng tốt. Mã Sơ Sơ mở máy rồi. Rồi tiếp tục. Ngồi nghỉ tiếp tục. Rồi tiếp tục lại là ngồi nghỉ nữa rồi. 30 giây. Đây có thể nói là một trong những cao thủ già nhất mà từng chinh chiến đây đó. Hôm nay còn đây là Lưu Tato. Bố hẹp cho một câu nói về kèo này coi. Mã Sơ Sơ vào bờ hay ra đảo? Ra bờ, ra bờ, xa bờ hay ra đảo? Tình hình đó, cái này bố hẹp đấy. Mã Sơ Sơ bất an. Nhân bớt nghe tao mang dính vô này. Dính nhà cho chú. 5-6 hay rồi. Banh đâu rồi? Banh đâu rồi? Năm sáu. Mã Sơ Sơ lên tiếng rồi. Mã Sơ Sơ đã trở lại đường đua rồi. Không có nào chơi hết, bắt tao chơi đụng mang người đổ thua. U49. U49. Bỏ lẹ đi. 5-6. Mã Sơ Sơ U49 rồi các bạn ơi. Xương và thịt Mã Sơ Sơ yếu hết rồi. Sao đều 1m86. U49 quê đốc Bình Kiều. 6 đều. Bên 4 em ru luôn rồi các bạn ơi. Bên 4 em ru rồi. Mã Sơ Sơ đã lấy lại tự tin rồi. Mã Sơ Sơ đã lấy lại tự tin rồi. Ôi cơm. Giò gà. Ôi cơm. Giò gà. Tài nhỏ làm gì đây? Lụm kem. Tài nhỏ quá hay các bạn ơi. Có thể nói một tài nhỏ. Có thể tài nhỏ có thể nói một đẳng cấp pha bóng rồi. Quá đẳng cấp. Tỷ số là 7-6. Cho anh Phan xỉn thêm bố nữa té rồi. Rồi. Tiếp tục có quyền nghỉ thứ ba. Mã Sơ Sơ trái bóng này giao kèo nghỉ 7 lần. Rồi. Các bạn nào quánh với Mã Sơ Sơ thì 7 lần nghỉ ngơi. Rồi trong một xếp anh. Các bạn chơi được thì chơi, chơi không được thì thôi. Giao kèo và cáp kèo. Tiếp tục cuộc chơi 7-6 nghiêng về cho mình bộ 4. Tài nhỏ quánh quá khó chịu thật sự các bạn ơi. Cái tài nói tài nhỏ đều một pha bóng như là quá hay. 8-6. 8-6. 8-6. Chúng ba vô nhà của ga luôn. Lại là bóng ra ngoài. 9-6.
96. Bóng tốt. Bóng tốt, dưới đi lên. Bóng tốt, ở dưới nhồi lên, ok, tốt. 7-9. Cãi nhau và cãi nhau. Tài nhỏ cãi nhau và cãi nhau quá. Tôi cãi với các bạn, nếu cái banh này mãi cho to, tôi không bao giờ tin. Tôi hứa với các bạn, tôi là đứng kẻ giữa thôi. Đại Lâm là người đứng kẻ giữa. Nhưng quả bóng này có thể nói 99% mà sẽ cho an toàn vào bờ. Rồi tất cả mọi người khán giả, ok cho mã cho cho. Bóng tốt, bóng đẹp, ok. Rồi, nhận định của Đại Lâm là chúng 100% mã cho cho thắng kèo. Kèo cãi nhau và cãi nhau, mã cho cho thắng kèo. Bóng tốt nha các bạn. Vì rớt ở dưới rồi mới nhồi lên nha, rớt ở dưới đất mới nhồi vô lưới nha, cho nên hợp lại nha. Còn nếu trúng vào lưới và trúng cái cây trước thì thôi nha, giao kèo và cáp kèo rồi nha. Bóng này hợp lại là bên mã cho so, nhồi bóng xuống rồi mới lên. Ok man. Rồi tiếp tục cuộc chơi, Đại Lâm nhận định 99%. Mã cho so thắng cho bên đó các bạn, 7-9. Tiếp tục cuộc chơi. Quả tảng của mã cho so. Cú tán của mã cho so. Bóng trong mà lưới trong. Bóng ra ngoài các bạn, dính trên mặt lưới trên kia là bóng ra ngoài nha. 17, 12 điểm tới. Lại là nghỉ mệt nữa rồi. Lại là nghỉ mệt nữa rồi. Bên kia là các bạn trẻ. Từ từ sẽ thịt mã cho so. Anh đọc trên YouTube rồi anh nói cái kèo này là Ma Châu tiếp cho bên kia 20 cây. Ê! Còn kem nói Ma Châu tiếp bên kia, bốn bên kia Ma Châu tiếp. Còn đây là Mã Cha So chứ không phải là Ma Châu. Ở đây là Mã Cha So. Đây là Ma So. Đây là Ma So. 17. 12 tới. Đáng tiếc cho tài nhỏ pha bóng vừa rồi. Mới 80. Rồi mã cho cho. Mã cho cho đang thách đấu luôn rồi. Mã cho cho đang thách đấu luôn rồi. Dò ra cụ tán của mã cho cho. Tiếp tục là cú tay của Mã Cha So. Tiếp tục là cú tay của Mã Cha So. Bông đụng lưới làng. Bông đụng lưới làng. 90. Chín mươi. 12 điểm tới nha các bạn. Rồi. 90. Còn đây là Lý Định nhân đầu vàng của An Giang đang có mặt tại Gò Sòi. Khó cấp kèo cho nhân đầu vàng và Lý Định quá các bạn ơi. Hiện tại bây giờ Lý Định là một trong những cầu thủ đầu dò có thể hay nhất miền Tây hiện tại bây giờ. Tại vì các cầu thủ bên kia cục đầu cục tay hết rồi, cho nên Lý Định còn mình Lý Định thì quá hay. Ok. 90. Lại là cú tán của Mã Cha So. Lại là cú tán của Mã Cha So. Tiếp tục. Tài nhỏ phòng thủ quá hay. Lại là phòng thủ nữa rồi. Tiếp tục cho Mã Cha So.
Gió ga bóng ra ngoài. Mười đều. Mười đều. Được quyền nghỉ mệt tiếp tục. Được quyền nghỉ mệt tiếp tục nha các bạn. Đây là nghỉ mệt lần thứ tư rồi. Ba lần nữa thôi. Được nghỉ mệt lần thứ tư rồi. Mười đều. Đây có thể nói là kèo hy hữu nhất. Hy hữu nhất từ trước tới giờ. Hai bên đối thủ đều sợ thua như nhau. Có nói chung là hai bên đều sợ thua như nhau. Win 12 điểm tới. Tỷ số 10 đều. Mã cho xin trả tiền sân. Xin trả tiền sân. Xin trả tiền sân. Rồi. Trả trái là cũng hết được không mà. Kèo hẹn cái máy sao? Kèo hẹn. 3 gửi đang quýnh 5 cây. 3 kèo bánh bánh gì? Như vậy nè. Bánh khô khô thôi. Khỏi rồi mình tới. Không có nước được rồi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Còn đây là chơi xin tài nhỏ Phước Tiêm và Trầm Dân. Lần đầu tiên kèo hy hữu 10 đều. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Ôi cơm thật sự các bạn ơi. Rồi. Kết thúc kèo. Tỷ số 10 đều. Tỷ số 10 đều. Chia tay trong đêm. Chia tay trong đêm thật sự. Đáng tiếc và đáng buồn kìa các bạn. Ôi cơm bỏ canh thật sự các bạn ơi. Rồi các bạn cho bình luận comment khách quan vui vẻ về buổi nha. Thật sự 10 đều. Ôi cơm bị ỏi canh giải tan đám đông.